Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 2, tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài 33, 6 cộng với một số. Điển hình là 6 cộng với 5. Trang 38. Bài số 1. Tính nhẩm. 6 cộng 1 bằng 7. 6 cộng 2 là bằng 8. 6 cộng 3 là bằng 9. 6 cộng 4 là bằng 10. 6 cộng 5 là 11. 6 cộng 6 là 12. 6 cộng 7 là 13. 6 cộng 8 là 14. 6 cộng 9 là 15. 6 gia cộng cho 0 là bằng 6. Bài số 2. 6 cộng 4 là bằng 10. 6 cộng 5 là 11. 6 cộng 6 là 12. 6 cộng 7 là 13. 6 ra cộng 8 là 14. Sáu cộng chín là 15. Sáu cộng chín cũng giống như chín cộng sáu là 15. Bảy cộng sáu là 13. Tám là cộng sáu là 14. Sáu cộng không là bằng 6. Bài số 3. 6 ta cộng cho máy bằng 11. 6 ta cộng cho 5. 6 ta cộng máy là bằng 12. 6 ta cộng cho 6. 6 ta cộng cho máy bằng 15. 6 ta cộng 9 là 15. 6 ta cộng máy bằng 13. 6 ta cộng 7. Bài số 4. 4. Điền số hoặc phép tính thích hợp vào chỗ chấm. Trong hình tròn có bao nhiêu điểm? Đây là hình tròn, được không? Đây là hình vuông, được không? Vậy trong hình tròn này có bao nhiêu điểm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 6 điểm. Trong hình vuông có bao nhiêu điểm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 điểm. Trong hai hình có tất cả bao nhiêu điểm? Thì ta lấy 6 ta cộng cho 9 nè. 6 cộng cho 9 là 15 điểm. Nè. Bài số 5. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Rồi, chúng ta nhận định 6, bên này có 6, bên kia có 6. Bên này là số 8, bên kia số 8 là hai số tổng hai cái bên này là bằng nhau. Được. Hoặc chúng ta tính 6 cộng 8 là 14. Bên này 8 cộng 6 cũng bằng 14. Được không? Hai bên bằng nhau. Rồi. Ta cộng cho 8 là bao nhiêu? Là 17. 17 đã trừ 5. 7 là trừ 5 còn 2 là bằng 12. Bên này là 11. Và bên này lớn hơn. 6 cộng 6 là 12. Đúng không? 6 cộng 8 là 14. Thì là 14 lớn hơn. Hoặc cách thứ hai, ta thấy đây có 6, bên này có 6 là bằng nhau. Bên này 6, bên này 8, số 8 lớn hơn số 6, cho nên dẫn tới cái tổng này nó sẽ lớn hơn cái tổng bên này. Đó là cái nhận định.
6 ta cộng 7 là 13. 13 ta trừ 3 là bằng 10. Được không? Bài này 11. Đó ha. Và hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.